Quá trình hoàn thiện một biệt thự đẳng cấp ở tại Thủ Đức nha mọi người. Thì đầu tiên đó là công tác định vị móng nè, đổ bê tông sàn tầng trệt nha mọi người. Gần như các công trình của Cường Hiếu thì đều đổ bê tông sàn trệt nha anh em. Sau đó thì bên mình sẽ dựng cột rồi bên mình sẽ xây tường nha, xây tường bao trước khi đổ bê tông nha. Xây tường bao trước khi đổ bê tông đó là tạo cho cái liên kết giữa tường bê giữa giữa tường và cái sàn bê tông nó sẽ được tốt hơn và hạn chế nứt về sau nha mọi người. Đó. Bê tông thì thường các công trình mình thì sử dụng bê tông mát 300 nha. Còn R7, R24, R7, R28 gì thì thuộc vào quá trình thi công của mỗi công ty nha. Thì sau đó là quá trình thi công hoàn thiện phần thô nè, chỉ và phù điêu mặt tiền nè, mình lợp ngói nè mọi người. Sau gần 4 tháng thi công thì đã tiến hành vào công tác là sơn nước và hoàn thiện nha anh em. Đó, sơn nước hoàn thiện thì có lẽ đối với biệt thự thì quá trình hoàn thiện phần hoàn thiện là gần như là nó sẽ lâu lâu hơn phần thô nha mọi người. Với mọi công trình thì hoàn thiện cái phần nội thất bên trong thì cũng khá là kéo dài khá là lâu. Đó, công trình này nó nằm trên khu đất cũng không quá là lớn nha anh em. Chỉ với ngang 12 mét thôi và dài 20 mét nha. Tạo ra một cái biệt thự khá là đẳng cấp nha mọi người. Đối với công trình này á thì bên ngoài thì là cổng tường rào hầm đúc nè, tường rào chỉ nè và sơn đá cẩm thạch nha. Bên trong nhà thì chủ nhà rất ưu tiên về gỗ nha anh em. Gần như là 80% ở tầng trệt là tường và trần là đều là gỗ hết nha anh em. Từ tường trần là tủ bếp đó và ốp luôn cả tường và chỉ là đều là gỗ luôn nha anh em. Khá là đẳng cấp nha. Thì với bề ngang nhà là 7 mét nhưng mà cũng tạo ra một công trình cũng nhìn thì cũng khá là rộng nha anh em. Nền thì đá sim si nha. Còn tam cấp và cầu thang thì sử dụng đá vàng hòn da nha mọi người. Lan can nhôm đúc nè. Toàn bộ mặt tiền này thì được phun đá Hòa Bình nha anh em. Toàn bộ mặt tiền phun đá Hòa Bình nè. Nếu mà nhà này sử dụng tông màu trắng thì có lẽ sẽ đẹp hơn tông màu vàng nha. Đó là màu phong thủy của chủ nhà nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người và mình cũng gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mình sẽ cập nhật quá trình hoàn thiện của các căn biệt thự khác của mình để mọi người cùng xem và tham khảo nha. Anh em nào có ý kiến gì thì hãy để lại comment bên dưới nha.